Nguyên nhân chí mạng khiến Ngọc Trinh bị bắt tạm giam chỉ cần phạt hành chính nếu không làm một việc. Về việc Ngọc Trinh bị khởi tố bắt tạm giam khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Bởi trước đó, nữ người mẫu đã bị phạt tiền 17 triệu đồng, vậy khởi tố cô liệu có mâu thuẫn với nguyên tắc một hành vi chỉ bị xử lý một lần? Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, nơi ở hiện tại thành phố Thủ Đức, để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi chạy mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm chạy trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Ngọc Trinh, tên thường gọi trên mạng xã hội, người mẫu nội y, thực hiện. Sau đó, trên trang cá nhân các nền tảng mạng xã hội của Ngọc Trinh đăng tải, lan truyền những đoạn video này gây bức xúc dư luận. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vào ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh chạy mô tô biển số 59A3115.88, hiệu BMW kép, dung tích xi lanh 999 cm3, lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, cho quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Công an thành phố Hồ Chí Minh xét thấy hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và phạt hành chính Ngọc Trinh vì lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ. Cụ thể, nữ người mẫu đã lái chiếc xe mô tô của mình vi phạm lỗi điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe. Tổng số tiền phạt hành chính của Ngọc Trinh là hơn 17 triệu đồng. Nhắc đến việc Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng dù trước đó đã bị phạt hành chính, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu. Mới đây, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với phóng viên Người Lao Động. Ông thông tin, điều 318 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội gây rối trật tự công cộng như sau: người gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Dựa trên quy định này, theo luật sư Hùng cho biết, về mặt khách quan, tội phạm có thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, thái độ coi thường trật tự những nơi đông người như chợ, trường học, căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi gây rối trật tự công cộng là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Luật sư Hùng chia sẻ, có thể cơ quan chức năng cho rằng hành vi của người mẫu Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, Ngọc Trinh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội cao nên những video của cô sẽ ảnh hưởng đến những fan hâm mộ, dễ gây hiệu ứng tiêu cực cho người khác. Sau khi bị phạt hành chính, yêu cầu gỡ clip nhưng Ngọc Trinh không gỡ, nên có thể đó là nguyên nhân khiến cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can.